dẹp đường đây được không? Đi xuống nhiều luôn. Cái thúi ở dưới đó cũng lớn. Lỡ này lỡ núi là lỡ chỗ con hả? Lỡ trên đồi nó lỡ. Lỡ núi rồi. Lỡ quá được rồi. Chạy bỏ củ chạy lấy người. Ở trên đây có người kia không? Ở trên nó có bị gì không? Đúng không?